решение о проведении специальной военной операции. We will not lay down the weapons. We will defend our state. The fighting in Ukraine must stop. Phương Nhân, mình chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2 tháng 1 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Giới chức Ukraine ngày hôm nay cho biết Nga đã dùng thiết bị bay không người lái UAV tập kích các hạ tầng quan trọng ở thủ đô Kiev và các khu vực lân cận vào sáng sớm nay. Theo Reuters, chính quyền của sự thủ đô Kiev yêu cầu người dân xuống hầm trú bom vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ ở Việt Nam ngày 2 tháng 1. Không quân Ukraine sau đó tuyên bố đã bắn rơi toàn bộ 39 UAV tự sát của Nga tham gia vụ tập kích. Theo giới chức Ukraine, dù toàn bộ UAV Nga đã bị bắn rơi, nhưng cuộc tập kích vẫn gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev, gây mất điện một số khu vực. Hôm 1 tháng 1, Nga cũng tiến hành một đợt tập kích lớn bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev và các thành phố khác. Bộ Quốc phòng Nga vào cuối ngày 1 tháng 1 tuyên bố các cuộc không kích trong đêm giao thừa ở Ukraine là nhằm vào cơ sở sản xuất UAV, đồng thời cho biết đã thành công trong việc đánh bại các cuộc tấn công khủng bố của Kiev nhằm vào Nga. Liên quan đến làn sóng tập kích đường không của Nga trong vài tháng qua, giới lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine cho rằng Nga đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt tên lửa và đạn pháo binh, dù vẫn có thể tiếp tục sản xuất. Theo tình báo quân đội Ukraine, Nga đang bắt đầu kết hợp và thay đổi chiến thuật, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm UAV, tên lửa kiểu cũ, tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao và tên lửa S-300 cải tiến. Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov mới đây cho rằng Nga chỉ còn đủ tên lửa cho hai cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine và mỗi cuộc tấn công cần tới 2 tháng để chuẩn bị. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước này hôm 31 tháng 12 năm 2022, ông Budanov nói đến tháng 3, Nga sẽ thiếu tên lửa trầm trọng. Các đại diện khác của quân đội Ukraine cho biết Nga đang tích cực sản xuất tên lửa mới và sử dụng ngay sau khi số tên lửa này được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất. Hôm 1 tháng 1, Phó Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Vadim Skibitsky nói Nga đã bắt đầu thay đổi chiến thuật pháo kích, kết hợp tấn công bằng máy bay không người lái và bằng tên lửa phòng không S-300 đã hoán cải để tấn công mặt đất. Ông cho rằng Nga đang thiếu tên lửa hành trình Kalib. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignak ước tính đến cuối tháng 11 năm 2022, Nga đã bắn hơn 4.000 tên lửa vào Ukraine. Nga chưa có bình luận về phát biểu của lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine. Trong khi đó, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ công bố ngày 1 tháng 1, các lực lượng Nga có thể đang cạn kiệt nguồn dự trữ đạn pháo và sẽ phải chật vật để hỗ trợ tốc độ chiến dịch trên các khu vực tiền tuyến ở Ukraine. ISW nhận định có khả năng những hạn chế về đạn dược sẽ ngăn cản các lực lượng Nga duy trì tốc độ hoạt động cao ở khu vực Bakhmut, nơi đang diễn ra giao tranh gay gắt ở miền đông Ukraine trong thời gian tới. Nga chưa bình luận về nhận định này. Truyền thông Nga hôm 1 tháng 1 nói Ukraine đã pháo kích các khu vực ở Donetsk và Luhansk do Nga kiểm soát, làm ít nhất 9 người bị thương. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời một bác sĩ địa phương cho biết 6 người đã thiệt mạng khi một bệnh viện ở Donetsk bị tấn công vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ông Vyacheslav Glaskov, thống đốc vùng Belgorod, miền nam nước Nga, giáp với Ukraine, cho biết các cuộc pháo kích đêm giao thừa ở vùng ngoại ô thị trấn Shebekino đã làm hư hại nhiều ngôi nhà nhưng không có thương vong. Trong khi đó, những trận đánh quyết liệt vẫn đang diễn ra ở tiền tuyến miền đông. Tại một điểm nóng ở Donetsk vào đêm giao thừa, một binh sĩ Ukraine tên là Pavlo Brzezdovsky, 27 tuổi, nói với phóng viên hãng Reuters rằng 12 đồng đội của anh đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ban đêm. Những người lính Ukraine ở các chiến hào tiền tuyến đón năm mới không chỉ với nỗi buồn mà còn thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu. Những người lính Ukraine ở các chiến hào tiền tuyến đón năm mới với nỗi buồn và sự quyết tâm. Họ tưởng nhớ những người đã ngã xuống và thề sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng. Ông Ole Zarutsky, 49 tuổi, tình nguyện gia nhập lữ đoàn 68 của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk sau khi con trai ông được huy động nhập ngũ. Cố nén nước mắt, ông Zarutsky nhắc đến việc con trai mình đang phải chiến đấu giành giật sự sống sau khi bị thương ở đầu. Bây giờ tình hình rất khó khăn. Con trai tôi bị chấn thương não, sưng và viêm não. Nó đang ở bệnh viện ở Dnipro.
Các cuộc oanh tạc và không kích đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới khi Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào Ukraine sau khi phóng nhiều tên lửa vào đêm giao thừa. Pavlo Przehodski, một nhạc sĩ, đã đánh dấu năm mới bằng màn trình diễn một bài hát do anh sáng tác và dành tặng cho 12 thành viên thuộc đơn vị của anh đã hy sinh chỉ trong một đêm. Trong khi đó, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã rời thủ đô Ukraine trong một thời gian ngắn để đến thăm các binh sĩ tại thành phố Bakhmut của Donetsk, tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây. Bất chấp giao tranh ác liệt xung quanh Bakhmut, thành phố vẫn nằm trong tay người Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài 10 tháng, mặc dù phần lớn thành phố đã đổ nát. Trong cập nhật gần nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính rằng 106.720 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, rất khó để đưa ra ước tính chính xác về số lượng binh sĩ thương vong của mỗi bên trong cuộc xung đột này. Vào tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ước tính rằng 100.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, và lực lượng vũ trang của Kiev có lẽ cũng chịu mức thương vong tương tự. Trong khi đó, hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 61.000 binh sĩ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, trong khi tổn thất của Nga ít hơn 10 lần, khoảng 6.000 binh sĩ. Cuộc xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai, song tình hình chiến sự vẫn bế tắc. Đã 6 tuần trôi qua kể từ khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát một phần vùng Kherson, nhưng từ đó cho đến nay có rất ít hoạt động ở tiền tuyến. Một phần nguyên nhân có liên quan đến thời tiết. Khi Ukraine đã bước vào mùa đông, mặt đất ở nhiều khu vực lầy lội, khiến việc điều động lực lượng quân sự gặp khó khăn. Nhắc đến vùng Kherson, chắc quý vị vẫn còn nhớ một trong những lý do Nga đưa ra khi rút quân khỏi phía hữu ngã của sông Dnipro là do quan ngại về nguy cơ Ukraine tấn công đập thủy điện Kakhovka gây ngập lụt của vùng này. Kiev khi đó cũng cáo buộc ngược lại rằng Nga đã đặt mìn trong thân của đập thủy điện Kakhovka. Mới đây, báo Washington Post đã phỏng vấn một chỉ huy quân đội Ukraine, và từ đây đã lộ ra những thông tin chưa từng được biết đến liên quan đến kế hoạch tấn công đập nước trọng yếu này. Các lực lượng Ukraine từng cân nhắc cho nổ một đập thủy điện lớn bắc qua sông Dnipro ở vùng Kherson để làm tê liệt lực lượng Nga. Tờ Washington Post hôm 29 tháng 12 năm 2022 dẫn lời một cựu chỉ huy Ukraine cho hay. Tiết lộ này được đưa ra cho dù chính Kiev từng nói rằng việc phá hủy con đập này sẽ gây ra một thảm họa quy mô lớn. Phát biểu với báo Washington Post, Thiếu tướng Andrei Kovachuk, cựu lãnh đạo Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine, cho biết Kiev đã nỗ lực đẩy lùi các lực lượng của Nga đóng quân ở hữu ngạn sông Dnipro bằng cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của họ. Để đạt được mục tiêu này, ông Kovachuk cho biết, Ukraine đã liên tục nã pháo vào một số điểm giao cắt, sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Vị tướng này cũng được cho là đã cân nhắc làm nước sông dâng cao bằng cách tấn công nhà máy thủy điện Kharkovka. Theo Washington Post, ông Kovachuk cho biết lực lượng Kiev thậm chí đã thử nghiệm bắn hỏa tiễn HIMARS vào một trong những cửa xả lũ. Mục tiêu của việc thử nghiệm là để xem liệu nước sông Dnipro có thể dâng đủ cao để cản trở người Nga nhưng không làm ngập các ngôi làng lân cận hay không. Cựu chỉ huy cho biết cuộc thử nghiệm này đã thành công nhưng phía Kiev đã quyết định sẽ hành động như vậy chỉ trong trường hợp không còn cách nào khác. Các lực lượng Nga cuối cùng đã rút khỏi thành phố Kherson bên hữu ngạn sông Dnipro vào đầu tháng 11 năm 2022. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giải thích rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào đập thủy điện Kharkovka gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường. Nếu con đập bị vỡ, nhiều khu vực rộng lớn có thể bị ngập lụt và quân Nga ở bờ Tây sông có thể bị chia cắt hoàn toàn. Vào cuối tháng 10, Moscow đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn Ukraine phá hủy con đập. Vào thời điểm đó, Nga cảnh báo rằng hành động như vậy có thể khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng. Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân Nga đặt bom trên thân đập nước. Thưa quý vị, Nga trong thời gian qua dù phải chịu những biện pháp cấm vận chưa từng có từ phương Tây, thì vẫn nỗ lực củng cố kho vũ khí của họ, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, cùng các phương tiện phóng, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm và các máy bay ném bom chiến lược, tức là những mũi tiến công thường được mệnh danh là bộ ba hạt nhân. Mới đây nhất, lực lượng không quân chiến lược của Nga vừa được tăng cường sức mạnh sau khi nhận được một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mới, cùng với hai máy bay Tu-160M đã được gửi đi để bay thử nghiệm. Không quân tầm xa của Nga vừa được tăng cường sức mạnh sau khi nhận được một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mới và hai máy bay Tu-160M đã được gửi đi để bay thử nghiệm. Tập đoàn máy bay thống nhất UAC của nhà nước thông báo hôm 30 tháng 12 năm 2022. Tập đoàn máy bay quốc doanh UAC hôm 30 tháng 12 cho biết Tu-22M3
có những cải tiến mới nhằm tăng cường năng lực. Đây là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược biểu tượng của thời Liên Xô cũ, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Loại máy bay này đã được hiện đại hóa nhiều lần. Tập đoàn cũng đã chuyển hai máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân Tu-160M để bay thử nghiệm. Một trong số đó là kết quả nâng cấp máy bay có sẵn, chỉ còn lại được chế tạo từ đầu trong nỗ lực gần đây của Nga nhằm tái khởi động chương trình sản xuất máy bay chiến lược. Ông Sergei Shemezov, lãnh đạo Rostec, công ty mẹ của UAC cho biết Tu-160 là thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Nga. Vì vậy, việc hiện đại hóa các máy bay đang hoạt động và nối lại sản xuất các máy bay ném bom chiến lược này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Máy bay ném bom tầm xa Tu-160 đã được biên chế từ cuối những năm 80. Loại Antaker này được sản xuất chủ yếu để mang tên lửa hành trình tầm xa có đầu đạn hạt nhân, nhưng cũng có khả năng tấn công bằng bom thông thường. Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân nước này ngày 29 tháng 12 năm 2022 đã bắn rơi 3 máy bay quân sự Ukraine, gồm một tiêm kích MiG-29 và hai trực thăng Mi-8. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, phía Nga lại cho biết máy bay nước này đã bắn rơi hai trực thăng Mi-8 khác của Kiev tại Donetsk. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga, nhưng nếu thông tin trên là chính xác thì Kiev đã mất 4 trực thăng và một máy bay tiêm kích chiến trường trong 2 ngày cuối năm. Trong thời gian qua, Nga cũng nhiều lần công bố bắn rơi máy bay tiêm kích Ukraine. Hai vũ khí thường được Nga sử dụng là hai loại chiến đấu cơ Su-35S và MiG-31 để thực hiện chiến thuật nhìn xuống bắn hạ. Các máy bay này sẽ duy trì độ cao, sử dụng hệ thống radar uy lực quét toàn bộ khu vực phía dưới, rồi truy dò mục tiêu đối thủ để phóng tên lửa không đối không chính xác ở khoảng cách vài trăm km. Và theo giới chuyên gia phương Tây, dù không quân Nga đã thể hiện rất kém thuyết phục kể từ đầu chiến dịch quân sự, Ukraine vẫn có thể chịu một thất bại trong các cuộc đối đầu trên không nếu như không có sự hỗ trợ đắc lực từ các nước phương Tây. Bất chấp màn thể hiện không quá nổi bật trong cuộc xung đột tại Ukraine, lực lượng không quân Nga trên thực tế vẫn có ưu thế về máy bay và tên lửa hiện đại hơn so với đối thủ Ukraine. Theo một báo cáo mới đây của Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, nếu không được phương Tây hỗ trợ, Ukraine vẫn có thể thua trong cuộc đối đầu trên không. Báo cáo này được tổng hợp dựa trên tình hình 5 tháng đầu cuộc xung đột. Theo đó, mặc dù không quân Nga hoạt động khá giới hạn trên vùng trời Ukraine, tuy nhiên máy bay chiến đấu của Nga vẫn có thể tiêu diệt các đối thủ Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa. Báo cáo cho biết các phi công Ukraine xác nhận rằng ở cấp độ kỹ thuật, máy bay Su-30SM và Su-30S của Nga đã hoàn toàn vượt trội so với máy bay chiến đấu của không quân Ukraine. Các máy bay Nga được trang bị radar tiên tiến cho phép dù bay ở độ cao lớn vẫn phát hiện máy bay Ukraine bay thấp lẫn vào địa hình. Bên cạnh đó, máy bay của Nga còn được trang bị tên lửa không đối không R-771, loại vũ khí bắn và quên, có thể tự tấn công các mục tiêu nhờ đầu dò radar chủ động. Không quân Ukraine hiện chỉ có tên lửa R-27 trang bị radar bắn chủ động, dễ bị máy bay Nga phát hiện để gây nhiễu hay bay tránh đi. Báo cáo của Russia cho biết máy bay Nga có thể bắn tên lửa R-771 từ khoảng cách 100 km và dù có thể không diệt được mục tiêu thì vẫn có thể buộc phi công Ukraine phải luôn đề phòng tránh né. Trong khi đó, việc phải bay thấp để tránh bị phát hiện có thể khiến máy bay Ukraine dễ bị hỏa lực mặt đất bắn hạ hoặc bị mất điều khiển đâm xuống đất. Cũng theo báo cáo, dù không thực sự chiếm ưu thế trên không, Nga vẫn có thể tiến hành tuần tra tầm cao bằng máy bay Su-35S và MiG-31GM mang tên lửa R-37M, tầm bắn lên đến trên 300 km và bắn hạ số lượng đáng kể máy bay cường kích Ukraine. Dù vậy, theo báo cáo của Russia, sự hiệu quả của lực lượng phòng không không quân Ukraine với các tổ hợp tên lửa phòng không và tên lửa VAC và Stinger cũng khiến phi công Nga không còn quá nghênh ngang trong không phận Ukraine. Russia khuyến nghị Ukraine mua máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó loại Gripen do Thụy Điển chế tạo là ứng cử viên sáng giá nhất, dựa trên thiết kế chắc chắn, để bảo trì và khả năng hoạt động từ các đường băng giả chiến. Bên cạnh đó, báo cáo cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục gửi vũ khí phòng không cho Ukraine. Thưa quý vị, ở phần trên, Phương Nhân đã nhắc đến nhận định của Ukraine và phương Tây về khả năng Nga đang cạn kiệt tên lửa và đạn pháo. Truyền hình báo Thanh Niên cũng đã không ít lần đề cập thông tin này, cũng như thông tin liên quan là việc phương Tây cáo buộc Nga đang tìm nguồn cung cấp tên lửa, đạn dược từ các nước đồng minh Belarus, Iran và từ Triều Tiên. Riêng Triều Tiên đã cực lực bác bỏ cáo buộc trên. Nhưng rõ ràng, trong thời gian qua, Triều Tiên đã thể hiện một năng lực sản xuất vũ khí không thể xem thường, bất chấp việc đã chịu rất nhiều biện pháp cấm vận trong thời gian dài. Trong ngày đầu năm mới, Triều Tiên đã lần đầu giới thiệu một tổ hợp pháo phản lực có thể bắn ra những quả hỏa tiễn rất lớn, đường kính lên đến 600mm. Để liên tưởng thì chúng ta có thể nhớ đến loại tên lửa chiến thuật MGM-140 của Mỹ, tức là loại tên lửa mà Kiev trong thời gian qua đã nhiều lần yêu cầu Mỹ viện trợ,
có thể bắn bằng tổ hợp pháo phản lực HIMARS đến mục tiêu cách xa hơn 300 km. Loại tên lửa của Mỹ này có đường kính khoảng 610 mm, tức lớn hơn không đáng kể so với tên lửa mới của Triều Tiên. Triều Tiên đánh dấu khởi đầu năm mới 2023 bằng những vụ thử vũ khí sau một năm 2022 ghi nhận số lượng vụ thử chưa từng có của nước này. Các chuyên gia dự đoán Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Vào hôm 31 tháng 12 năm 2022, truyền thông nhà nước đã phát sóng một lễ bàn giao nhiều bệ phóng tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc. Truyền thông trong nước dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố Triều Tiên cần đảm bảo sức mạnh quân sự áp đảo và phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa khác có nhiệm vụ chính là phản đòn hạt nhân nhanh chóng. Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul cố gắng cô lập và bóp nghẹt Bình Nhưỡng bằng các phương tiện tấn công hạt nhân của Mỹ liên tục được triển khai ở Hàn Quốc, gọi đây là động thái chưa từng có trong lịch sử loài người. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã lạnh nhạt từ lâu, nhưng lại càng căng thẳng hơn sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức. Các sự kiện hôm 1 tháng 1 năm 2023 diễn ra sau một tuần leo thang đối đầu giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Việc 5 máy bay không người lái UAV của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc đã khơi lại cuộc tranh luận về hệ thống phòng không của Seoul. Giới chức cho biết Tổng thống Yoon đã chỉ đạo quân đội triển khai UAV tới Triều Tiên để đáp trả, ngay cả khi động thái này có nghĩa là leo thang. Công ty truyền thông Mỹ US News và World Report mới đây đã công bố bảng xếp hạng quốc gia hùng mạnh nhất thế giới năm 2022. Bảng xếp hạng này xem xét mức độ ảnh hưởng của các quốc gia, cũng như sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự của họ. Theo nguồn đánh giá này, trong năm 2022, Ukraine đứng ở vị trí thứ 14, tăng 19 bậc so với năm 2021. Mỹ, Trung Quốc và Nga lần lượt chiếm giữ các vị trí nhất, nhì và ba trong bảng xếp hạng. Về thứ hạng của Nga, US News nói hình ảnh của Nga trên trường quốc tế đã bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine. Nhưng đây vẫn là nước có diện tích lớn nhất thế giới, cũng như là một trong những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu nhờ vào sản xuất dầu khí. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2 tháng 1 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Phương Nhân xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi này. Còn bây giờ, Phương Nhân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.